Xin chào cả nhà. Mình xin giới thiệu một chút. Mình tên Hoa, sinh năm 1981. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì cũng rất là biết ơn hôm nay được chia sẻ với cả nhà về cái câu chuyện cảm cảm nhận quê nét của Món Hoa. ăn Thì trước kia thì Hoa bị cái căn bệnh là dạ dày, trào ngược dạ dày, rồi virus HB. Thì đầu tiên thì Hoa cũng sử dụng cái thuốc tây của bác sĩ ấy. Thì tại vì cái virus HB thì khi mà đi khám nội soi ấy, bác sĩ có nói rằng nếu mà không điều trị thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng sẽ ung thư dạ dày. Đó, Hoa rất là sợ và rất là lo lắng. Thì đầu tiên cũng nghe theo lời bác sĩ và Hoa sử dụng thuốc tây. Nhưng mà khi mà Hoa sử dụng thuốc tây thì Hoa rất là sợ, tại vì khi mà dùng thuốc tây vào ấy, cơ thể của Hoa là nó rất là mệt và nó cảm tưởng như kiểu là cơ thể của mình như kiểu bị thiêu đốt ấy. Cả nhà hình dung là khi mà uống cái thuốc mà virus HB ấy, chắc hẳn là nó một cái kháng kháng sinh cực mạnh ấy, thì giúp cho cơ thể của mình lúc nào cũng mệt mỏi. Và lúc đó thì cái dạ dày của mình cảm tưởng nó sẽ bị đau hơn nè. Sau đó lúc đấy đầy Hoa, sức khỏe của Hoa rất là mệt và hầu như là không có dậy được luôn, uống thuốc vào mà nằm ly bì luôn. Lúc đó thì có nói với chồng rằng, và chồng ơi, không biết là uống cái thuốc này vào không biết là có diệt được virus không, hay là virus chưa ra đi thì vợ đã ra đi trước rồi. Đó, rất là sợ luôn. Sau đó thì cũng rất là may mắn là thì em Phạm Văn Hồng cũng có chia sẻ rằng: chị ơi, chị uống Quinet đi và chị uống thêm tảo nữa và chất xơ, thì giúp cho chị có thể là cái tảo đó nó sẽ kiểu nó chống oxy hóa cực mạnh ấy, còn chất xơ thì nó sẽ hỗ trợ dạ dày cho mình. Hay là chị từ thử tạm dừng cái thuốc tây một thời gian đi, chứ chị uống như thế thì rất là sợ luôn. Đó, thì Hoa cũng chia sẻ với mọi người, thế là Văn Hồng cũng có khuyên như thế. Thì Hoa đặt luôn là Quinet, một bộ combo Quinet rồi chất xơ, và Hoa đặt thêm tảo nữa. Thì Vân Hồng có chia sẻ với Hoa rằng thay vì người bình thường thì sẽ uống cái trong cái gói bách này nó sẽ có cái một viên tảo, nhưng mà chị hãy uống thêm 3 viên tảo nữa, để tại vì mình bị virus HB ấy. Đó, thì Hoa cũng bổ sung đầy đủ cả bộ combo. Thì sáng ra thì Hoa uống 1 ly chất xơ lúc ngủ dậy này, sau đó thì cái lúc đó thì cơ thể rất là mệt mỏi, cũng không còn muốn ăn uống ấy, thì Hoa uống cái 1 ly Quinet bột sau ăn xả ăn ăn uống xong 1 ly Quinet bột thì Hoa uống một gói Quinet viên đó. Thì khoảng đến trưa thì Hoa sẽ uống thêm 3 viên tảo nữa. 3 viên tảo nữa. Sau ăn cơm là Hoa sẽ uống thêm 3 viên tảo nữa. Thì thực sự là sau cái thời gian Hoa sử dụng đều đặn hàng ngày như thế thì cái sức khỏe của Hoa trở nên rất là tốt. Cái thời gian đó là thực sự rất là mệt luôn ấy. Hầu như là nằm ly bì, không không cảm thấy rằng bất lực luôn ấy. Tại vì uống cái thuốc bác sĩ cho vào mà Hoa cảm tưởng rất là sợ luôn. Đó, thế là vẫn cứ kiên trì uống hàng ngày. Hàng ngày như thế thì sau một thời gian thì Hoa uống, Hoa cảm thấy rất là tự tin, rất là tin tưởng cái sản phẩm Quinet. Rồi Hoa cải thiện sức khỏe rất là tốt. Ngày đó thì da của Hoa rất là sạm, rất là đen. Thì uống Quinet sau một thời gian thì da của Hoa sáng lên và Hoa tăng được thêm 2 ký rồi lại 3 ký. Tại vì lúc đó là Hoa bị dạ dày ăn không được và nó cứ trào ngược, thì tức là nó cứ cảm tưởng như là có một cục đá nó đè lên ngực ấy, nó đè lên ngực rất là khó thở ấy. Rất là khó thở và cảm giác là ăn uống rất là mệt mỏi luôn ấy. Đó, thì cũng rất là biết ơn cái sản phẩm Wellness. Và khi Hoa sử dụng cái sản phẩm Wellness này thì Hoa có chia sẻ với chị gái của mình. Chị gái của mình thì bị dị ứng như kiểu là ăn tôm, ăn cua, ăn mọi thức ăn về hải sản là đều bị ngứa. Sau đó thì chị bị mất ngủ nữa, rồi là chị bị vấn đề về vì cũng bị u xơ tử cung ấy, chị bị bệnh phụ nữ. Và như chị em làm hàng tháng là thường như là chỉ có mấy ngày thôi, nhưng mà chị hầu như cả tháng là chị bị rất là nhiều ngày luôn. Đó, thì Hoa chia sẻ với chị gái của mình dùng. Thì sau một thời gian thì chị dùng thì tự nhiên là cái tình trạng ngứa của chị cũng 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 cải thiện rất là nhiều. Ví dụ như không những mà ăn bị dị ứng đâu, mà ví dụ thay đổi thời tiết chị cũng bị sẩn mẩn hết nổi hết người lên luôn ấy. Nó như kiểu là mày đay ấy, hay là cái cục 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 thế này này. Đó, thì thực sự rất là biết ơn cái sản phẩm Wellness. Rồi chị gái của Hoa cải thiện được vấn đề về cả ngủ ngon giấc hơn, rồi cái bệnh ngứa cũng đỡ hơn và cái bệnh phụ nữ cũng 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 giảm rất là nhiều. Sau đó thì Hoa có chia sẻ với một chị Cúc, bé của nhà chị Cúc bị suy tủy nha cả nhà. Cái căn bệnh này như cả nhà cũng biết là cái bệnh suy tủy là cái bệnh rất là nguy hiểm rồi đó. Đó, thì chị có nói rằng nhà bé mỗi lần mà bệnh suy tủy là hàng tháng đều phải đi truyền máu, thường xuyên là phải đi truyền máu. Mà mỗi lần truyền máu như thế bé sốt rất là sợ, rất là cao. Và bé thì cứ bị suy tủy, chắc hẳn là cái đường máu nó sẽ không lưu thông ấy, thì nó sẽ cứ nổi mẩn cục đỏ hết người lên luôn. Đấy,
được cái bệnh suy tủy đó. Thì Hoa cũng chia sẻ với chị là chị ơi cái sản phẩm mà em dùng rất là tốt, thì chị thử thử dùng cho bé xem sao. Thì bé cũng dùng Gwyneth bột và Gwyneth kích như cả nhà. Thế là tự nhiên là những cái mẩn đỏ của trên cơ thể của bé là nó mờ dần, và cái bệnh suy tủy như cả nhà cũng biết là cái môi của bé nó rất là trắng bợt và da thì rất là xanh, thì cả mắt cũng thế, mắt rất là xanh luôn đó. Thì khi mà bé dùng Gwyneth bột và Gwyneth kích vào thì da của bé trở nên hồng hơn như cả nhà đó, và mỗi lần đi truyền máu là bé không có bị sốt như trước nữa đó, rất là tuyệt vời cả nhà. Nên là Hoa rất là tâm đắc cái sản phẩm này và chia sẻ cho tất cả gia đình mình, gia đình Hoa Hoa dùng. Kể cả câu chuyện tiếp theo là bố của Hoa cũng bị dạ dày đại tràng, hay là ăn uống tiêu hóa rất là kém, hầu như là không có ăn được những cái gì gọi là thức ăn khó tiêu ấy, khó tiêu hoặc là mất ngủ hay là đi tiểu đêm đấy. Thế là sau một thời gian bố Hoa cũng sử dụng cái sản phẩm Wellness, thì bây giờ sức khỏe của bố Hoa rất là tốt, da vẻ cụ bây giờ cụ gần 80 tuổi rồi nhưng mà da vẻ của cụ rất là hồng hào luôn đấy. Rất là biết ơn cái sản phẩm Wellness, thực sự là rất biết ơn cả nhà mình tự tin sử dụng và chia sẻ lan tỏa.